loại bài này sẽ không nhằm mục tiêu để bán hàng. Mục tiêu thật sự đó là khiến đối tượng mục tiêu chú ý đến sản phẩm. Họ sẽ biết đến thương hiệu. Đồng thời, người viết phải khơi gợi được cái sự yêu thích sản phẩm, sự tò mò, muốn tìm hiểu sản phẩm từ phía độc giả. Nó khác với kỹ năng viết bài quảng cáo bán hàng. Trong direct marketing thông thường ở chỗ, đó là chúng ta không được giật tít quá nhiều về sản phẩm, không được viết phô trương về sản phẩm hay có những cái call to action giảm giá, khuyến mại, chốt sale, mà chúng ta cần phải biết gợi mở, đưa ra những dẫn dắt tò mò, kích thích và gây chú ý. Qua việc chúng ta cung cấp những thông tin hữu ích để có thể lôi kéo sự chú ý của người đọc đến sản phẩm và biết cách tạo thiện cảm đối với họ, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy một chuỗi bài PR, loại advertorial này trong những chiến dịch marketing. Mỗi bài viết sẽ có những mục đích riêng. Có những bài khơi gợi sự tò mò, giật tít, câu view, đó sẽ nằm ở trong giai đoạn kích thích chiến dịch. Hoặc là sẽ có những bài viết lại khéo léo hơn để PR cho sản phẩm qua kênh của người nổi tiếng trong những giai đoạn bùng nổ chiến dịch. Đối với cái concept này thì chúng ta sẽ có hai cách viết. Cách viết thứ nhất, đó là cách mà bạn đưa ra thông tin hấp dẫn, mới lạ, tò mò, đó chính là cái reasons to believe cho người đọc để có thể dẫn dắt sự chú ý của họ tới sản phẩm. Đó là cái cách mà bạn khai thác sản phẩm với nhiều góc nhìn mới lạ, khác biệt, cung cấp những thông tin hấp dẫn, mới lạ, tò mò. Đó có thể là những thông tin liên quan đến người nổi tiếng, hay là qua trend, hoặc là những thông tin mà hiếm người biết, thông tin mà ít người đặt câu hỏi. Bởi vì thường thì những cái thông tin đó họ sẽ coi đó là điều hiển nhiên qua tập quán hay là văn hóa. Để tìm được những thông tin này thì bạn cần phải hiểu cơ bản về sản phẩm, đối tượng khách hàng. Bạn phải hiểu rõ ràng brief và sau đó có thể brainstorm bằng những cách đặt thật nhiều câu hỏi why xung quanh sản phẩm, hành vi khách hàng. Đồng thời sẽ vận dụng kỹ năng research trong phần tìm kiếm ý tưởng. Một số cái loại bài viết khác sẽ vẫn được đăng ở trong chuyên mục advertorial. Đối với một số tờ báo thì họ sẽ cho phép bạn đăng tải những bài viết quảng cáo bán hàng hay là những bài khuyến mại. Thường thì những bài này sẽ được sử dụng cho những chiến dịch post sale. Thì một số trang báo bạn có thể sử dụng đó là kênh 14, E3, Phụ Nữ Today, một số các cái loại báo khác. Thì một trong những concept mà bạn có thể tham khảo đó là cái công thức viết bài bán hàng qua 5 bước, từ tiêu đề để lấy sự chú ý, tiếp theo nêu bật lên cái vấn đề của khách hàng, sau đó đưa những giải pháp sản phẩm của bạn có thể giúp giải quyết được vấn đề như thế nào, giúp khách hàng giải quyết vấn đề ra sao, và tiếp theo đó là cái việc bảo hành, đưa ra khuyến mãi, rồi xử lý rủi ro của sản phẩm, cuối cùng đó là call to action. Thì đây chỉ là một công thức viết bài bán hàng, nhưng cho phần này, trong khóa học này chúng ta sẽ không tìm hiểu, bởi vì nó thuộc một mảng khác, direct marketing, nó không phải PR. Tuy nhiên, mình đã nói rồi, bạn có thể viết những cái bài này và hoàn toàn có thể book cái chuyên mục advertorial trên một số cái trang báo cho phép. Khi bạn muốn thực hiện cái chiến dịch marketing để thúc đẩy doanh số và mục đích để bán hàng nhiều hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chuỗi bài advertorial trong những chiến dịch marketing. Thì nổi bật đó là những chiến dịch truyền thông của BTS. Mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiến dịch đó là Cuộc Đời Là Những Bước Chân. Chúng ta có thể nhìn thấy một chuỗi bài advertorial được BTS book trên kênh 14. Các bạn có thể dễ dàng tìm ra những cái bài viết này qua tagline ở trên Facebook, trên Instagram hay là ở ngay dưới những cái bài báo của kênh 14. Và mỗi bài báo ở trong chiến dịch truyền thông sẽ có những vai trò khác nhau. Có những bài ở giai đoạn kích thích sẽ làm tăng tính tò mò, gây viral trên cộng đồng mạng, như bài viết soi cặp đôi giày đang khiến hàng loạt team Việt đứng ngồi không yên. Thì đây là một trong những bài viết advertorial ở giai đoạn đầu tiên của chiến dịch. Hoặc các bạn có thể dễ dàng tìm thấy những bài viết khác nói về MV của Bích Phương và Hà Anh Tuấn, từ đó cũng dẫn dắt đến cái đôi giày BTS, cái đôi giày mà khiến cho cộng đồng mạng tò mò. Chúng ta có thể cùng theo dõi về cái bài viết này. Ok, để viết được những bài viết này thì thật sự cũng không quá là khó khăn đối với chúng ta, bởi vì từ thông điệp và cái cách thức thể hiện nên cái bài viết này đều sẽ có sẵn trong cái kế hoạch truyền thông tổng, để tất cả những cái sản phẩm truyền thông
sẽ đều follow theo một cái thông điệp cho chuốc. Thì cái tagline ở đây cũng hay chính là cái slogan của cái chiến dịch này là cuộc đời là những bước chân. Thì BTS cũng đã thực hiện một cái MV có sự tham gia của Bích Phương và Hà Anh Tuấn để nói về những cái bước chân đồng hành với chúng ta. Cuộc đời con người sẽ được kể qua những bước chân đó. Thì các bạn hoàn toàn có thể dựa vào cái MV, dựa vào kênh của người nổi tiếng, để từ đó chúng ta sẽ tìm những cái kết nối đối với sản phẩm có thể gây thu hút cộng đồng mạng. Và ở cuối những bài viết này thì sẽ có một cái box thông tin chung được BTS ấn định, đó là cái box giới thiệu có thể là về website, fanpage của chiến dịch hay là những cuộc thi, thì hoặc là những cái chương trình khuyến mại giảm giá. Thì một số báo sẽ cho phép chúng ta được book những cái thông tin như thế này. Đó cũng là một cái đặc điểm nhận diện những cái bài viết trong chiến dịch, bởi vì nó đều có một cái format chung như vậy. Ở đây chúng ta có thể chú ý đến cái tagline của chiến dịch này, cuộc đời là những bước chân, để có thể tìm được thêm nhiều bài viết khác trên kênh 14 nằm trong cái chiến dịch đó. Và một bài viết khác trong chuỗi bài kết thúc chiến dịch mà các bạn có thể thấy, đó là bài viết BTS thành công không chỉ gói gọn trong những MV triệu view. Thì cái bài viết này cũng sẽ gợi cho chúng ta nhớ đến những MV đã gây sốt trên cộng đồng mạng, ví dụ như Lạc Trôi của Sơ Tùng hay là Đi Để Trở Về. Thì đây là một trong những bài tổng kết lại chiến dịch truyền thông của BTS, đồng thời cũng là tạo nên một cái điểm nhấn đối với khách hàng và độc giả. Tiếp theo thì chúng ta có thể cùng nhau theo dõi những bài viết advertorial khác. Những bài viết này được thể hiện bằng cái cách là cung cấp những thông tin hữu ích cho độc giả. Bài viết advertorial đầu tiên đó chính là một bài viết của Canifa. Bài viết này thì sẽ PR cho sản phẩm thời trang của Canifa qua cái cách là cung cấp những thông tin hữu ích cho người đọc. Độc giả của tờ báo này đó là những phụ nữ trẻ. Cái thông tin ở đây đó chính là cái xu hướng thời trang năm 2014. Những cái thông tin trong bài viết thì khá mới lạ và hữu ích cho người đọc. Đồng thời qua những thông tin đó thì người viết sẽ tìm cái cách đưa cái sản phẩm len lông cừu vào để dẫn dắt họ tới sản phẩm thời trang của Canifa. Một bài viết khác đó là bài viết advertorial của Jermaine với tiêu đề đó là dự đoán những kiểu váy sẽ khiến phái đẹp phát cuồng trong hè này. Thì đây chính là một cái bài viết cũng cung cấp những cái thông tin về cái stylist cho phái đẹp. Chúng ta có thể nhìn qua cái bài báo thì sẽ thấy là những cái hình ảnh sản phẩm của Jermaine được đầu tư khá là kỹ lưỡng và theo một cái concept nhất định. Những bài viết advertorial về thời trang thì sẽ đầu tư cho cái sản phẩm rất là nhiều. Chính vì vậy mà hình ảnh cũng như là caption của ảnh chúng ta cần phải chú ý và phải làm nổi bật nó lên. Bài viết này cung cấp những thông tin về cái cách lựa chọn những bộ váy phù hợp cho từng cô gái, qua đó thì sẽ thể hiện nên cái cá tính của họ. Và tiếp tục chúng ta lại xem một cái chuỗi bài PR khác nói về những cái trải nghiệm marketing mà Vina Cafe đã dành nó cho những người nổi tiếng, ví dụ như là Vlogger, GV Nevermind, An Huy, rồi những nghệ sĩ khác nổi tiếng như là Trấn Thành. Thì những cái bài viết này cũng là những bài viết khởi động cho chiến dịch Yêu Thương Thành Lời của Vina Cafe. Chúng ta có thể theo dõi các bài viết ở trên hai đường link. Đồng thời hãy xem những cái tagline ở cuối mỗi bài viết để có thể xem thêm một chuỗi các cái bài viết advertorial khác. Từ đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chiến dịch truyền thông của Vina Cafe.